Tháng cô hồn có 8 đồ vật dù thích đến mấy cũng tuyệt đối cấm mua, kẻo đen đuổi triền miên, tán gia bại sản, vỡ nợ trắng tay. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta cũng đang sắp đến cái thời kỳ tháng cô hồn, tháng của mọi điều xui xẻo và đen đủi nó đang đến. Và theo quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch là cái tháng mà vong linh vất vưởng hay đeo bám, quấy rối mọi người trong cái thời gian này. Vậy nên cái việc làm ăn cũng không được mấy suôn sẻ, làm việc gì cũng sẽ gặp rào cản, thất bại, gia đạo thì không được suôn sẻ bình an như mong muốn, tình cảm vợ chồng thì xuất hiện nhiều cái mâu thuẫn, tranh cãi. Ngoài ra, các bậc thầy phong thủy cũng cảnh báo trong tháng cô hồn cũng kiêng kỵ không nên mua bán những cái đồ vật sau đây, kẻo rước họa vào thân, hồn siêu phách lạc. Chi tiết sẽ được Tử Thông chia sẻ cùng quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái việc mua bán những cái đồ vật cần thiết là cái điều mà ai ai cũng cần. Và trong xã hội ngày nay thì chúng ta mua cũng rất dễ, đúng không? Có thể ngồi ở nhà mua online, hay là chạy ra chợ, chạy ra đường, hoặc là chạy xuống siêu thị vân vân. Rất có nhiều chỗ để cho chúng ta mua. Tuy nhiên ấy, trong cái tháng cô hồn thì cũng có những thứ rất bình dị, tưởng chừng như là nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Nhưng khi mua phải thì nó cũng sẽ mang lại những cái xui xẻo trong cái tháng cô hồn. Vậy thì đó là những thứ gì? Ngay sau đây Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị để quý vị có thể nắm rõ hơn quý vị nhé. Thứ nhất là không nên mua quần áo. Thưa quý vị, đa phần tháng 7 âm lịch thì mọi người sẽ kiêng không mua quần áo, nhất là quần áo màu trắng. Bởi mua quần áo vào cái tháng cô hồn ấy, thì sẽ bị các vong linh mượn quần áo để trêu chọc, quấy phá gia chủ. Không những thế, còn gì khiến cho linh hồn của ma quỷ đeo bám, ẩn nấp bên trong quần áo, gây rối, cản trở công việc và cuộc sống của gia chủ nữa. Vậy nên quý vị làm gì thì làm cũng nên là gì, chọn thời điểm khác để mà mua quý vị nhé. Kiêng kỵ thứ hai là không nên mua đồ cũ. Thưa quý vị, quần áo cũ không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng vì được gom từ nhiều nơi khác nhau. Để tránh gặp phải điều xấu, điều xui xẻo thì không nên mua đồ cũ vì rất có thể bạn mua phải đồ của những người đã khuất. Đấy. Đó, vì vậy mà quý vị cần phải hết sức lưu ý nhé. Thứ ba là không nên mua gương kính. Thưa quý vị, trong tháng cô hồn gia chủ không nên mua gương kính, bởi thông qua gương kính thì các bạn có thể nhìn thấy những cái hình ảnh của linh hồn ma quỷ. Mặt khác, gương kính vỡ thường đem đến những cái điểm xui xẻo và những cái tai ương nguy hiểm cho gia chủ và những người xung quanh. Đồng thời, cái việc mua gương hay là kính trong cái tháng cô hồn cũng sẽ khiến gia chủ bị ám ảnh bởi những cái hình ảnh ma quái trong gương. Vì thế, nếu mà có muốn thay chiếc gương mới trong nhà ấy, thì quý vị hãy cân nhắc thật kỹ sang tháng làm sẽ tốt hơn. Điều này nó không phải là mê tín dị đoan và cũng chưa ai khẳng định có thật. Tuy nhiên ấy, thì các cụ nói là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Vậy nên quý vị hãy để tâm quý vị nhé. Kiêng kỵ thứ tư đó là không nên mua vàng. Thưa quý vị, ông bà ta vẫn có câu vớ được vàng thì xui, vớ được bạc thì sang. Nói chung ấy thì cái tháng 7 âm lịch là cái tháng cô hồn, tháng rất xấu, luôn đem lại những cái điều xui xẻo trong cuộc sống lẫn công việc. Bởi thế cho nên mọi người tránh mua vàng trong cái tháng cô hồn. Theo quan niệm của dân gian ấy, tháng 7 âm lịch là cái tháng của ma quỷ. Khi mà quý vị mua vàng thì những linh hồn ma quỷ nghĩ là các bạn giàu, họ sẽ đeo bám quấy phá cuộc sống nhằm gì đòi được hưởng lộc từ gia chủ quý vị nhé. Nếu mà không cúng được đàng hoàng ấy, thì linh hồn ma quỷ cũng sẽ cản trở, quấy phá, khiến cho công việc của các bạn gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Thứ năm là kiêng không mua đất. Thưa quý vị, trong tháng cô hồn, tháng mở cửa địa ngục, giải thoát các vong hồn ma quỷ lên trần gian, báo ân báo oán. Vậy nên không nên mua đất, mua nhà để tránh trường hợp mua phải những cái miếng đất có âm khí mạnh, lô đất ngày xưa là bãi tha ma, vân vân. Thứ sáu, không nên mua xe ô tô trong cái tháng cô hồn. Thưa quý vị, theo quan niệm của dân gian, trong tháng cô hồn thì các vong linh chết đường, chết chợ, chết lưu lạc, vất vưởng ở ngoài đường, ngoài chợ rất nhiều. Nếu mua xe trong cái thời gian này ấy, thì sẽ khiến cho gia chủ dễ gặp phải những cái điều xui xẻo khi mà tham gia giao thông. Kiêng kỵ thứ bảy là không nên mua nhà. Thưa quý vị, trong tháng cô hồn, ma quỷ vong hồn không được thờ cúng, đến nơi đến chốn ấy, thường trú ở những cái căn nhà không có người ở và đang được đăng bán. Và mua nhà trong cái thời gian này thì những ngôi nhà hoang vu lạnh lẽo làm gia chủ cảm thấy không yên tâm, cuộc sống cũng dễ bị đảo lộn, dễ bị ma quỷ quấy rối, trêu chọc quý vị nhé. Đó
Đó là 7 điều kiêng kỵ mà quý vị cần nhớ trong cái tháng cô hồn để không gặp phải những điều xui xẻo. Quý vị thân mến, những cái điều nên làm hay không nên làm trong cái tháng cô hồn đều là những cái tín ngưỡng, kinh nghiệm ông cha truyền lại mà không ai hay là một cái ngành khoa học nào có thể kiểm chứng đúng sai. Những cái việc kiêng kỵ tùy theo cái lòng tin của từng người. Cái việc kiêng kỵ là đôi khi là phi thực tế nếu mà không dính dáng đến tâm linh. Nhưng với những quan niệm cho rằng có thờ, có thiên, có kiêng, có lành thì quý vị vẫn nên gì chú trọng làm theo để có được những cái sự may mắn nhất định cho mình quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp theo là ba thứ mà quý vị ai cũng cần mua trong cái tháng 7 âm lịch để gì gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát và xua đuổi đi cái tà ma chướng khí. Quý vị thân mến, theo quan niệm của dân gian thì tháng 7 âm lịch còn gọi là cái tháng cô hồn đấy, nhiều người sẽ dễ gặp những cái điểm xui trong cái thời gian này. Tuy nhiên, một số thứ dưới đây có thể tăng thêm cái may mắn gặp dữ hóa lành. Tháng 7 hàng năm, tháng cô hồn ấy là cái thời gian mà linh hồn ở dưới âm ti trở về dương gian để mở quấy phá, dễ gây xui xẻo cho con người. Lúc này thì mọi người cần phải mua những cái thứ sau đây để mà xua đuổi cái điểm xui xẻo, quỷ dữ và để tránh gặp những cái điều không lành quý vị nhé. Thứ nhất là mua hộp diêm hay là bật lửa. Thưa quý vị, trong nhà diêm hay là bật lửa là cái biểu tượng của sự may mắn, đặc biệt là xuyên suốt tháng cô hồn thì lại càng cần phải có lửa. Vì ma quỷ rất sợ ánh sáng nên mọi người cần phải mua cái thứ tạo ra ánh sáng để đặt ở trong nhà, như là cách xua đuổi đi những thứ không đâu, loại bỏ những cái vận đen đủi đang đeo bám, giúp cuộc sống của chúng ta được an yên, bình ổn hơn. Thứ hai là mua muối. Quý vị thân mến, muối không đơn thuần chỉ là một cái gia vị dùng để mà nếm thức ăn cho vị đậm đà, thơm ngon, mà còn mang cái ý nghĩa to lớn để gì diệt khuẩn trừ tà. Vậy nên trong cái tháng 7 âm lịch, mọi người nên mua nhiều muối để cho tiện dùng. Quan trọng nhất là nhớ cho muối vào các lọ nhỏ đặt ở các ngóc ngách trong nhà 14 ngày đầu tiên của cái tháng cô hồn. Nói chung ấy, trong những ngày đầu của tháng cô hồn thì Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan cho các vong hồn trở về nhân gian đến gì sau 12 giờ đêm ngày 14 tháng 7 thì kết thúc quay lại địa ngục. Do đó, cần có muối ở khắp nơi trong nhà, ai kỹ hơn có thể rắc muối xung quanh nhà để gì giải trừ cái âm khí. Người cõi âm cũng không gì quấy phá các thành viên trong gia đình nữa. Thứ ba là mua vật phẩm phong thủy. Thưa quý vị, mỗi cái vật phẩm phong thủy lại mang một cái ý nghĩa nhất định, được chia thành 3 nhóm cơ bản: linh vật phong thủy, trang sức phong thủy và cây cảnh phong thủy. Thì đây là những cái thứ rất cần cho mọi người nhằm ứng phó với cái tháng cô hồn. Mọi người nên mua cái linh vật phong thủy, cây cảnh phong thủy đặt ở trong nhà, vừa để trang trí lại cái không gian nó được sạch sẽ, tươi mát hơn, vừa giúp ổn định cái sức khỏe, sự nghiệp được thăng tiến. Bên cạnh đó, mọi người cũng đừng quên mua một ít trang sức phong thủy như là vòng tay phong thủy, vòng cổ, không chỉ làm đẹp mà còn giúp chủ nhân sẽ gặp được nhiều may mắn và xua đuổi những cái vận khí trong tháng cô hồn, tháng 7 âm lịch này quý vị nhé. Và đó là toàn bộ những thứ mà quý vị không nên mua và nên mua trong cái tháng 7 cô hồn, giúp quý vị luôn gặp được những điều may mắn, hanh thông. Tiếp theo là Tử Thông sẽ chia sẻ quý vị và các bạn về ba vật nuôi vừa hóa giải vận đen lại vừa thu hút cái tài lộc cho gia chủ trong cái tháng cô hồn. Quý vị có thể tham khảo và nuôi chúng ở trong nhà mình quý vị nhé. Thưa quý vị, tháng 7 âm lịch, nhà nào mà nuôi được một trong ba con vật này sẽ giúp xóa dịu âm khí, trấn an vượng khí, tránh thất thoát tài lộc trong tháng 7 âm lịch cô hồn. Đó. Thưa quý vị, tháng 7 âm lịch hay còn gọi là cái tháng cô hồn, đây được gọi là cái tháng ma quỷ. Trong tháng này thì cái âm khí nó tăng mạnh, gây lên nhiều cái sự mất cân bằng giữa âm dương, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, công việc và cái tài lộc của các bạn. Nhưng theo chuyên gia phong thủy thì nếu mà chúng ta biết cách chọn những cái con vật thú cưng phù hợp thì chúng sẽ đem lại cái vượng khí, dương khí và may mắn tài lộc cho gia chủ. Và dưới đây là ba vật nuôi giúp gia chủ có được tài lộc vào nhà, đem đến cát lành quý vị nhé. Thứ nhất là nuôi chim để tăng sinh khí. Thưa quý vị, chim là một trong những loài vật ít gặp nhất trong những cái ngôi nhà hiện nay. Thường thì chim chỉ xuất hiện ở những gia đình có chủ nhân có cái gì thú vui và biết cách chăm sóc chim đúng cách. Thế nhưng ít ai biết được rằng chim là một loài vật nuôi rất tốt cho phong thủy. Nuôi chim sẽ giúp tăng cường cái sinh khí cho ngôi nhà, cũng như là gì chiêu cầu những cái điều may mắn tài lộc đến với gia chủ. Một điều cần lưu ý là chim thuộc hành kim, nên những người mệnh hỏa nuôi chim sẽ mang được cái tài lộc thịnh vượng do hỏa là khắc được kim. Thì ngoài ra tuổi tỵ tuổi ngọ cũng rất thích hợp để mà nuôi
Tuy nhiên, những gia chủ tuổi Dần, tuổi Mùi thì không nên nuôi loại vật này trong nhà quý vị nhé. Thưa quý vị, tiếp theo con vật thứ hai mà quý vị nên nuôi đó chính là chó. Nuôi chó để tăng thêm sinh khí. Những con vật nên nuôi trong nhà mà không thể thiếu đó chính là chó. Bên cạnh việc là cái loại thú cưng dễ thương, khôn ngoan, chó còn có cái giác quan rất là xuất sắc. Chúng vừa canh giữ nhà cửa, vừa xua đuổi kẻ gian. Theo phong thủy, nuôi chó sẽ giúp cho gia chủ được gì tràn đầy cái sinh khí để đem đến sự cát lành, giàu sang, phú quý cho gia chủ. Chó là Tuất, là một trong 12 con giáp đấy có ngoài thuộc thổ. Vì vậy, những người mạng mộc nuôi chó sẽ rất là tốt. Thì ngoài ra, những người tuổi Mão, tuổi Dần cũng rất thích hợp để nuôi những con vật này. Những gia chủ tuổi Tý, tuổi Hợi thì cũng không nên nuôi chó quý vị nhé. Như vậy nuôi chó, chó là thuộc hành thổ mà tuổi Hợi, tuổi Tý là thuộc hành hỏa thì không nên nuôi vì là gì bị xung khắc với bản mệnh quý vị nhé. Tuy nhiên, không phải gia chủ nào cũng có điều kiện và có không gian thuận tiện để nuôi chó. Trong trường hợp này, quý vị hãy đặt một cái tượng bằng đồng hoặc là bằng đá để an vị ở vị trí tam hợp là được. Thứ ba, đó là nuôi cá để tăng cường sinh khí. Thưa quý vị, theo phong thủy ấy, thì cái bể cá ở trong nhà được xem là một cái vật tụ tài, phát tài, mang đến cái nguồn năng lượng mới cho gia đình. Chính vì thế, người ta thường gửi gắm nhiều cái kỳ vọng vào nuôi cá phong thủy với cái mục đích là thu hút tài lộc và mang lại may mắn trong công việc và cuộc sống. Thì ngoài ra, cái việc nuôi cá cũng sẽ giúp cho gia chủ ngăn ngừa được cái gì tà khí, điều hòa cái âm dương trong ngôi nhà. Thế nhưng để đạt được cái mục đích thì gia chủ cần phải chú ý chọn có loại bể cũng như là đặt đúng vị trí, hình dạng bể cá cũng phải phù hợp với từng loại tuổi và từng loại cá. Màu sắc cá nuôi cũng phải cần phải phù hợp, từ đó mới có thể là thúc đẩy cái vượng khí, cái sự hấp thụ sinh khí vào nhà nhiều hơn. Tương tự như vậy, mỗi bản mệnh khác nhau thì sẽ lựa ra những loại cá khác nhau, có hình dạng cũng khác nhau, vị trí đặt khác nhau. Những người mệnh kim nên chọn nuôi loại cá rồng, cá chép, cá la hán, anh vũ với số lượng từ 4 hoặc là 9 con. Nếu bản mệnh muốn nuôi nhiều hơn thì vẫn phải đảm bảo được cái số 4 hoặc là số 9, ví dụ như 24, 14, 19, 29. Những người mệnh mộc thì nuôi cá có màu sắc chủ đạo là màu vàng hoặc là màu nâu đen như là nuôi cá chép, cá dĩa. Đặc biệt những người mệnh mộc khi nuôi cá phải chú ý đặt vị trí bể ở hướng đông hoặc hướng đông nam hoặc là hướng bắc. Những người mệnh thủy thì nên nuôi cá như là cá xiêm, cá rồng với một số lượng màu sắc nhất định, đúng không ạ? Nếu muốn nuôi nhiều thì quý vị vẫn phải đảm bảo cái số lượng là gì? 6, ví dụ như là 11 này, 26 này, 16 này, vân vân. Những người mệnh hỏa thì nuôi cá chép hoặc là cá nhật, cá la hán. Nói chung ấy, quý vị có thể đặt bể ở hướng tây hoặc là hướng tây nam, hướng nam. Với số lượng cá thì thường là gì? 7 con. Đấy. Những người mệnh thổ thì nuôi bể cá ở hướng đông bắc, ở hướng tây nam, giúp chiêu tài đoán lộc. Số lượng cá trong bể thì nên duy trì 5 hoặc 10 con cá quý vị nhé. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái điều cấm kỵ cũng như là những vật nên mua, nên nuôi trong cái tháng cô hồn để mang lại được cái sự may mắn hanh thông cho gia chủ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.